Hậu quả của cơn bão số 3 và lũ lụt chưa dừng lại nên chưa thể cập nhật chính xác thiệt hại. Tuy nhiên, số liệu cập nhật ban đầu từ các doanh nghiệp bảo hiểm lên tới 1.800 vụ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã tiến hành rà soát phối hợp với khách hàng để tiến hành bảo hiểm, đặc biệt là với các tài sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị bị hư hại để kịp thời khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Ước tính sơ bộ từ Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm với hơn 1.800 vụ việc thì số tiền tổn thất ước tính lên tới cả ngàn tỷ đồng, nhằm kịp thời giúp người dân doanh nghiệp kịp thời sửa chữa tài sản máy móc cho sản xuất vì doanh nghiệp bảo hiểm đã tính tới phương án tạm ứng bồi thường trước, với thủ tục nhanh gọn hơn. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng khuyến nghị để quá trình bồi thường tiến hành nhanh gọn, thì khách hàng cần chủ động cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ đánh giá tổn thất, thông qua những việc đơn giản nhất như chụp lại hình ảnh tài sản bị hư hại, càng chi tiết càng giúp quá trình xác định tổn thất thuận tiện hơn